Trinh phạt mốc 5 phút 36. Mình mà thi chắc mình vào top C rồi. 2 phút. Top xích đu bia. Anh cứ nhẹ nhàng ra mình. Cứ bình tĩnh mà đi thì ừ. Đang bấm được quay thì cứ quay đi đâu đi. Đấy, đây nó đang bấm giờ. Bấm giờ. Đây nó lên giờ trên video luôn rồi mà. Mình muốn là để bấm giờ ngoài. Xem là thời gian kiểm tích đây đúng không? Đúng rồi. Ba phút bao nhiêu giờ anh? 3:26. Tân. 3:26 à? Đấy. Được đấy. Phút chưa? Còn đâu? Chưa, mới bắt đầu được phút này. Bắt đầu được. Lâu lắm, cho nên là 5 phút lâu lắm. Sáng đi hơn 3 phút cũng là lâu ấy. Cố gắng phấn đấu đoạt giải đôi găng vàng trong làng đu xích. Và Hồng Giang thì nó đoạt giải đôi găng vàng trong làng đu bia rồi. Bình tĩnh đi, đấy, cứ lẳng lẳng thế thì nó còn... Phút rưỡi rồi đấy. Không đi cũng được, cứ nghỉ thôi. Mệt hơn luôn. Mệt càng... còn mệt hơn đấy. Đô tại chỗ còn mệt hơn đấy. Hồng Giàn quá đẹp luôn. Nó giãn cái cơ, nó thay đổi. Hai phút 04 rồi. 10 giây sau còn mệt. Đảm bảo. Ông bà đảm bảo đấy này. Đoàn này bác xích. Nó bảo có muốn du phải đăng ký qua sớm. Đi du. Thì cái môn này là bản quyền của sớm. Ở đây là bản quyền của sớm. 2 phút 30 giây rồi. Được 3 phút rồi, cố lên. Đi ra đầu kia được 3 phút rồi. Vẫn nhẹ nhàng lắm, chưa thấy phà phào rồi. Được 3 phút rồi. Mấy ai làm đấy lâu cái này. Mình chỉ khoảng phút ấy. Đấy, xa xa nhìn thấy anh Sơn chưa vợ. Sơn đẹp trai chưa vợ đang ra. Sơn với anh ở hạng C thôi, hạng ruồi thôi. Sơn nhỉ? À? Anh với Sơn ở top hạng hạng C, hạng ruồi dưới 2 phút. Sơn đi về rồi. 3 phút rưỡi rồi. Sắp vượt qua chính mình ngày hôm qua rồi. Hôm qua 4 phút rưỡi đúng không? Hôm qua Hùng quay ra 4 phút rưỡi thôi. Không được. 4 phút rồi. Rồi, không gian quá đẹp luôn. Về thì vào TV xem luôn nhá. Gần 1 phút luôn gì nữa. Gần rồi. 3 phút 52 rồi. 4 phút 03 rồi. Được 4 phút rưỡi rồi. Đây được 4 phút rồi, còn máy đấy là nó bấm dây nó chậm hơn. Đấy, còn nào đây 4 phút 4 giây rồi. 5 rồi. 6 rồi. 7 rồi. Một phở một bia, có trứng không anh? Em về có phải làm 2 trứng lộn bát phở. Ra mấy trồng cái chuối đi cho nó thay đổi đi. Không. 4 phút rưỡi rồi. Vượt qua chính mình rồi, cứ bình tĩnh, hít thở sâu. 4 rưỡi rồi, 4 rưỡi nghỉ thôi. Không nghỉ đi tiếp. 4 rưỡi nghỉ ra chứ. Xuống là... 4 rưỡi nghỉ để mai mình lên 4 sau.